Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 2, đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đến thăm chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2021. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ghi nhận những cống hiến và biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, trách nhiệm, cần mẫn, sáng tạo và những kết quả đạt được của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian qua. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã có nhiều giải pháp kịp thời thực hiện thu dung, cách ly và điều trị cho các trường hợp có nghi ngờ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Xeo Vần cũng đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, nhân viên, y bác sĩ bệnh viện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam và mong muốn Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu và có các giải pháp hiệu quả để vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành y tế Lào Cai đang khẳng định vai trò tiên phong trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe của người dân, chứng minh sự chủ động cũng như những nỗ lực của mình trước diễn biến của dịch bệnh. Sự chủ động này được thể hiện ngay từ tuyến cơ sở. Kết thúc thời gian nghỉ Tết, anh Hoàng Xeo Nhà ở xã Điện Quan lại chuẩn bị lên đường vào Bình Dương để tiếp tục công việc của mình. Hành trang lần này không thể thiếu được tờ khai báo và xác nhận kết quả y tế tại địa phương. Vì mình đi làm xa thì mình về mình cũng phải khai báo, mà mình đi thì mình cũng cần thiết phải làm cái giấy xác nhận đấy để đi, cho người ta biết là mình không phải người từ vòng gì vào làm và để ra đảm bảo sức khỏe và nhân dân mình ạ. Điện Quan là địa bàn có rất đông người đi lao động tại các địa phương khác trở về vào thời điểm giáp Tết, đúng khi mà dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước ta. Vậy nhưng theo thống kê thì tất cả trên 100 trường hợp người dân đi làm ăn xa trở về đều đã thực hiện khai báo y tế đúng quy định. Những trường hợp đi từ vùng dịch về được cách ly theo đúng yêu cầu. Nỗ lực này có được là nhờ một phần sự sâu sát của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, cả ở trạm y tế và ở các thôn bản. Các công dân đi Quảng Ninh về thì chúng tôi thực hiện thứ nhất là công tác giám sát, rồi khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và thường xuyên theo dõi sức khỏe hàng ngày, tham mưu cho trung tâm y tế lấy mẫu xét nghiệm. Thì tất cả các công dân đi Quảng Ninh về đến hôm nay thì chúng tôi đã thực hiện xong cái bước đều hai lần xét nghiệm thì đều theo kết quả là âm tính. Thì đến giờ phút này thì tình hình công tác phòng chống dịch xã thì vẫn đang quyết liệt. Ngày 14 tháng Giêng năm nay được bà con bản Điện, xã Điện Quan lựa chọn để tổ chức lễ xuống đồng, không tổ chức phần hội. Các cán bộ y tế của trạm, cán bộ y tế thôn bản cũng có mặt từ rất sớm để giám sát, nhắc nhở bà con thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo khẩu hiệu 5K. Chúng tôi quán triệt đến bà con hôm nay là chỉ là một hộ chỉ có một người tham dự, không thì không cho về tham dự đông, tất cả bà con trong bản về tham dự thì phải đeo khẩu trang. Ở các địa phương vùng cao, vùng biên giới, công tác phòng chống dịch bệnh đang được ngành y tế cơ sở triển khai mạnh mẽ, thiết lập lá chắn để ngăn chặn sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2 vào địa bàn. Với sự quyết tâm cao, những nỗ lực từ tuyến cơ sở sẽ góp phần bảo vệ người dân trước nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này. Nông dân toàn tỉnh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân 2021, dự kiến sẽ hoàn thành cấy lúa trong tháng 3, tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại. Những diện tích cấy trà sớm sẽ tập trung cấy xong trong tuần đầu tháng 3. Trên toàn bộ diện tích lúa xuân, nông dân có truyền thống cấy chính vụ, nghĩa là sẽ bắt đầu cấy từ khoảng mùng 8 đến 20 tháng 3. Diện tích này chiếm đến 70% tổng diện tích cả vụ. Để đảm bảo việc cấy lúa xuân chính vụ được thuận lợi, tại thời điểm này, nông dân cần tập trung chăm sóc diện tích mạ, thực hiện phun thuốc phòng trừ dày, đạo ôn trước khi nhỏ cấy từ 7 đến 10 ngày. Phòng trừ sớm ngay từ giai đoạn mạ, đối với hai đối tượng gây hại này sẽ hạn chế đến mức thấp nhất việc gây hại trong quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa vụ xuân. Theo chỉ đạo của tỉnh, nông dân sẽ kết thúc việc cấy lúa trong tháng 3, đúng khung thời vụ tốt nhất cho lúa xuân phát triển. Những năm gần đây, xã Tân An, huyện Văn Bàn chú trọng nhân rộng cây hồng không hạt để giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Nhờ giá trị của loại cây ăn quả này, trong năm 2021, xã Tân An dự kiến trồng thêm 45 hectare.
Cây hồng không hạt rất dễ trồng và không mất nhiều chi phí và công chăm bón, lại ổn định về giá thành. Đặc biệt, đây là loại cây ăn quả có khả năng chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, không cần phải đầu tư lớn như các loại cây ăn quả khác, phù hợp với vùng đất dốc của các thôn trên địa bàn xã. Hiện xã đang tập trung đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương, đảm bảo bền vững. Là đơn vị tham gia vào đề án bệnh viện vệ tinh muộn hơn so với các bệnh viện của tỉnh khác, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã có những thay đổi cơ bản về trình độ chuyên môn, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị các ca bệnh khó. Trong quá trình tham gia đề án bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện được gần 1.000 ca. Trong đó có một số kỹ thuật trước đây tỷ lệ chuyển tuyến là 100%, nay chỉ còn dưới 20%, như phẫu thuật chấn thương, vết thương mạch máu ngoại vi. Bệnh viện đã hoàn thành việc tiếp nhận, làm chủ và duy trì bền vững 11 gói kỹ thuật do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển giao. Đặc biệt là việc thành lập trung tâm ung biếu, trung tâm tim mạch và khai trương đơn vị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, chăm sóc da và khám chữa bệnh theo yêu cầu là bước tiến mới trong tiếp nhận và thực hiện các kỹ thuật cao. Năm 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đào tạo chuyển giao kỹ thuật về tán sỏi ngoài cơ thể, nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến với laser bốc hơi, kỹ thuật viên dụng cụ nội soi. Ngày 25 tháng 2 năm 2021, Hội đồng tiêu hủy Công an thành phố Lào Cai đã tiến hành tiêu hủy hai lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ mà các lực lượng chức năng đã thu giữ được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an thành phố Lào Cai phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ lô hàng không rõ nguồn gốc như trứng non, tràng lợn, nầm lợn đang trong quá trình bốc mùi hôi thối tại khu vực đường Triệu Quang Phục thuộc tổ 2 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Tổng trọng lượng lô hàng 1.100 kg. Tiếp đó, ngày 6 tháng 2 năm 2021, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, thu giữ tại kho hàng gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai với các mặt hàng gia dụng. Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ hai lô hàng kể trên theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng quy định, không gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Lào Cai đã xảy ra một số vụ chập cháy cổ điện trên tuyến đường gây bất an cho người dân. Thực tế cho thấy trên rất nhiều tuyến đường không khó để bắt gặp những chiếc cột điện phải gồng gánh nhiều hộp công tơ, hệ thống dây điện, dây cáp quang, cáp viễn thông, truyền hình. Tiềm ẩn nguy cơ chập cháy trên trụ cột điện là rất cao, nhất là vào thời điểm cao điểm sử dụng điện nhiều, thời tiết nắng nóng. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cho biết, nguyên nhân thì có nhiều, nhưng phải kể đến đó là thực trạng hạ tầng mạng lưới điện của thành phố Lào Cai, nhất là một số khu vực đã xuống cấp. Nhiều nơi, lưới điện không đảm bảo, đã mục ải, cũ nát do quá niên hạn sử dụng hoặc do tác động của ngoại lực như mưa, gió, bão, chuột cắn. Qua theo dõi thì chúng tôi thấy rằng nó cũng rất là nhiều cái nguyên nhân. Thế nhưng mà cái nguyên nhân trong đó tôi nhắc đến cái nguyên nhân chủ quan. Đó là do cái việc sử dụng điện của các hộ gia đình. Thế mà quá trình sử dụng điện ấy thì chúng ta biết là khi mà chúng ta thiết kế trong ngôi nhà của chúng ta mà chúng ta thiết kế ngay từ ban đầu ấy, thì cái nhu cầu về cái sử dụng cái điện nó chưa nhiều. Thế nhưng mà sau khi mà chúng ta kinh tế nó phát triển nên chúng ta chỉ sử dụng nhiều cái thiết bị tiêu thụ điện lên. Trong khi đó là cái đường dây của chúng ta không được tính toán, không được những cái đơn vị chức năng ấy mà người ta thiết kế, người ta lắp đặt. Thế mà chúng ta cứ thế chúng ta câu mắc vào thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là quá tải đường dây. Và quá trình sử dụng lâu thì cái dây nó cũng lão hóa. Thế mà đấy cũng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến là cái tình trạng cháy. Vụ chập cháy cột điện xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 2 tại vị trí cột số 4A, trước cửa số nhà 241 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, cho thấy tiềm ẩn mất an toàn tại những cột điện trên địa bàn thành phố Lào Cai rất đáng lo ngại. Đại diện ngành điện lực thành phố Lào Cai cho biết, nguyên nhân của vụ cháy trên xuất phát từ việc đấu nối đèn đường, đèn nháy. Đây là vấn đề đáng lo ngại khi mà việc tự đấu nối các thiết bị chiếu sáng công cộng của các xã phường, các hộ dân thời gian qua khiến ngành điện không thể kiểm soát được. Cái đèn đường cũng là một cái nguy cơ. Một số cái điểm đấu lên cái bóng thì cái chất lượng của cái dây nó kém. Các phường xã thì cũng đã vận động các bà con đấu nối những cái đèn nhấp nháy. Nhưng mà thực ra cái này thì lại không có ai kiểm soát được cái đấu nối của khách hàng. Nhiều khi mà khách hàng đấu chúng tôi phát hiện rồi. Việc phòng chống cháy nổ không chỉ của riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mà còn là trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân. Trong đó có một phần trách nhiệm lớn từ ngành điện lực.
Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.